Mark One số 1 về Mark. What's up nào cho anh em, Tùng Trôn đây. Ngày hôm nay ở trong video này thì mình sẽ tổng hợp những cái tổ hợp phím tắt mà anh em hay sử dụng ở trên Mac OS nhé. Đối với lại Mac OS thì nó sẽ có một cái phím tắt hơi khác một chút so với lại Windows. Đó chính là cái phím Command, có chức năng gần tương đương với lại phím Control ở trên Windows. Ví dụ các bạn muốn copy một cái gì ở trên Windows thì nó là Control C, còn ở trên Mac thì nó là Command C. Các bạn muốn paste một cái gì ở trên Windows là Control V, còn ở trên Mac OS thì nó là Command V, gần như là tương đương nhau. Tuy nhiên ở trên Mac OS nó sẽ có một vài cái điều khác, thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Cái lệnh đầu tiên ở trên Mac OS nó hơi khác một chút so với Windows, đó chính là Command Q. Nó sẽ có tác dụng là thoát bất kỳ một cái chương trình nào đó ở trên Mac. Đối với lại Mac OS thì các bạn có thể đóng cửa sổ bằng cái nút X màu đỏ nằm ở góc phía bên trái của cửa sổ, nhưng cách này sẽ không thoát khỏi ứng dụng một cách hoàn toàn. Và để thoát khỏi bất kỳ một cái chương trình phần mềm nào ở trên Mac OS thì các bạn phải sử dụng lệnh quit bằng cái phím tắt này. Cái phím tắt thứ hai ở trên Mac OS đó chính là chụp ảnh màn hình. Thì các bạn sẽ có hai cái lệnh để chụp ảnh màn hình, đó chính là Command Shift 3 và Command Shift 4. Đối với lại Command Shift 3 thì sẽ là chụp toàn bộ màn hình, còn đối với lại Command Shift 4 thì khi mà các bạn chọn vào đây thì các bạn sẽ chọn vùng màn hình mà các bạn muốn chụp ảnh. Nó sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn trên Win rất là nhiều. Tổ hợp phím tắt thứ ba đó chính là Command Option ESC, có tác dụng là bắt buộc thoát ứng dụng ở trên Mac. Nếu như một ứng dụng của các bạn đang sử dụng mà nó bị ngừng hồi đáp, có nghĩa nó bị treo ấy, mà các bạn bắt buộc phải thoát khỏi cái ứng dụng đó thì các bạn sẽ phải sử dụng cái lệnh này. Và khi mà các bạn sử dụng lệnh này thì nó sẽ hiển thị ra một cái hộp thoại, và đơn giản là các bạn sẽ chọn ứng dụng mà các bạn bắt buộc muốn thoát mà thôi. Lệnh thứ tư đó chính là lệnh Command Tab. Đây là một lệnh để giúp cho các bạn chuyển đổi nhanh chóng giữa các ứng dụng mà các bạn đang làm việc ở trên Mac. Ví dụ như là các bạn đang đánh một cái đoạn Word mà các bạn muốn chuyển sang một cái tab của Safari thì các bạn có thể sử dụng cách này cho nó nhanh chứ không cần phải sử dụng chuột. Lệnh thứ năm đó chính là lệnh Command M. Đây là một cái lệnh cũng hết sức là đơn giản, có tác dụng là để thu nhỏ những cái ứng dụng mà bạn đang làm việc ở trên Mac mà các bạn sẽ không cần phải sử dụng chuột. Như vậy là vừa rồi mình đã tổng hợp cho các bạn 5 cái phím tắt mà các bạn có thể là sẽ hay sử dụng ở trên Mac OS. Còn đối với lại hầu hết các cái lệnh mà chúng ta sử dụng bình thường ở trên Windows thì chúng ta cũng có thể sử dụng ở trên Mac, chỉ khác mỗi chỗ là thay cái phím Control bằng cái phím Command mà thôi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Anh em có bất kỳ một cái comment hay muốn mình thực hiện một cái video gì thì đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.